chương trình Một Tách Trà với An Biên xin kính chào quý vị. Một Tách Trà là chương trình gửi đến tất cả quý vị những giây phút thư giãn, ôn cố tri thân, nhớ về xưa cũ và đồng thời học hỏi thêm điều mới. Nhưng luôn luôn có nụ cười bên tách trà ấm áp. Đồng hành với An Biên trong chương trình này, cô là một dược sĩ, đồng thời cũng là tư vấn viên chuyên về tâm lý đời sống, đặc biệt là về sức khỏe tâm trí. Mời quý vị cùng với An Biên chúng ta gửi lời chào đến cô. Chào Cindy. Cindy chào chị An Biên và Cindy xin kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn TV. Vâng, thưa Cindy và thưa quý vị, chúng ta cũng biết rằng đó là mỗi một người đều có một cuộc đời. Và cuộc đời đó như thế nào? Nó như là một câu chuyện vui, một câu chuyện buồn, một câu chuyện phải nói là có lúc gập ghềnh, có lúc bình yên, có lúc giông tố, giông bão. Và ai là người, là tác giả của câu chuyện đó? Chúng ta, mỗi một con người đều là tác giả của câu chuyện mình. Và hôm nay, An Biên mời quý vị, chúng ta sẽ có buổi trò chuyện với Cindy. Và có lẽ Cindy sẽ chia sẻ với chúng ta câu chuyện của Cindy vào những cái ngày gọi là tuổi thơ và rồi lớn lên trưởng thành. Và cho tới bây giờ quý vị đã gặp một Cindy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị khi quý vị có những vấn đề về sức khỏe, tâm trí, tâm thần. Bây giờ chắc có lẽ là hôm nay phải nói là An Biên cũng rất là phải nói là không phải là hồi hộp nữa mà là mong chờ để được nghe một câu chuyện. Bởi vì An Biên thấy là chúng ta thường đọc chuyện của những tác giả, đôi khi tác giả phóng tác không rõ ràng, nhưng bây giờ một người kể lại câu chuyện của cuộc đời của mình thì cái điều đó rất là cho chúng ta học hỏi nhiều lắm. Dạ vâng, trước tiên Cindy xin cảm ơn Đài Sài Gòn TV cũng giống như là chị An Biên đã cho Cindy một cái cơ hội để mà kể lại câu chuyện của cuộc đời mình. Thông thường là khi mà có một cuộc phỏng vấn hoặc là một cái buổi trò chuyện về một cuộc đời của ai đó thì thông thường họ sẽ là những người vĩ nhân, những người có đóng góp rất là nhiều cho cái xã hội này. Nhưng mà hôm nay thì Cindy nhận thấy mình là một nhân vật rất nhỏ bé, một con người rất nhỏ bé, nhưng chị muốn là sử dụng cái câu chuyện của cuộc đời của mình để truyền một cái cảm hứng nào đó cho quý vị và cũng cho những ai mà đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình hoặc là chưa tìm được mục đích của đời mình. Thì Cindy chỉ muốn kể lại những cái chặng đường mình đã đi qua, những cái học hỏi mà mình đã học được. Và đương nhiên là chỉ với mong muốn duy nhất là có thể đem lại lời lạc cho quý vị, đem lại một ngọn lửa nào đó cho quý vị, chứ không mang tính cách là mình muốn mình trở thành một ai đó hoặc là mình nói với mục đích nào khác. Thì Cindy cũng là một người rất bình thường, một người phụ nữ rất bình thường. Cindy sinh ở nước Việt Nam. Và lúc khi Cindy sinh, khi mẹ Cindy sinh Cindy ra thì lúc đó ba của Cindy đã bỏ đi từ khi còn trong bụng mẹ. Thì mẹ của Cindy cũng đã trải qua một thời gian rất khó khăn, rất khổ sở. Và có lẽ vì cũng là một phần là do cái thời điểm của đất nước lúc đó và một phần là cũng là do những cái buồn phiền ở trong cuộc sống hôn nhân của mình, cho nên là khi Cindy được 1-2 tuổi đấy thì mẹ đi vượt biên và mẹ qua Hoa Kỳ trước và Cindy ở lại với lại bà ngoại của mình và ở lại với lại các dì. Thì tuổi thơ của Cindy cũng được tạm gọi là rất là gọi là trong sáng và trong lành đấy. Thì cũng được thả diều, cũng được tắm sông, cũng vì quê ngoại thì ở miền quê cho nên là thấy tuổi thơ của mình nó êm đềm lắm, mặc dù là không cha không mẹ
Và nhưng mà lúc đó thì mình không có ý thức được nhiều, vì chung quanh đó là cũng có nhiều người yêu thương mình, chẳng hạn như là ông bà của Cindy thì rất là yêu thương mình, và Cindy cũng có những người dì, những người vú nuôi cũng đã rất là tận tình để mà cho mình tất cả những gì mà họ có thể. Và cộng thêm là vì cái môi trường ở Việt Nam thời đó, con nít rất là hồn nhiên. Và Cindy thấy là cái kinh nghiệm đó, cái trải nghiệm của cái tuổi thơ của mình, nó cho tới bây giờ khi mình nhớ lại thì mình vẫn thấy là cái thời gian đó nó rất là đẹp, nó rất là hồn nhiên. Thì lúc Cindy 9 tuổi thì gặp lại mẹ của mình. Mẹ của mình về lại Việt Nam và gặp mẹ và được mẹ giới thiệu là đây là mẹ và đây là ba. Thì Cindy lúc đó cũng là cũng rất là bất ngờ, nhưng mà rất là hạnh phúc vì mình được có mẹ, mình được có ba, mình có một gia đình. Và hơn nữa là mẹ có nói là bảo lãnh Cindy thì sẽ đoàn tụ với gia đình. Thì từ lúc mà Cindy gặp ba mẹ cho tới ngày mà Cindy đi Mỹ thì là khoảng một năm. Thì sau khi mẹ Cindy về, Cindy gặp ba và mẹ của mình, sau đó là một năm sau, Cindy cầm trên tay một chiếc vé máy bay, thì lúc đó là 10 tuổi, và một chiếc ba lô, và một mình lên đường sang Mỹ. Thì cái chuyến bay đi Mỹ cũng là một cái chuyến bay gọi là đậm sâu trong cái ký ức của mình. Thì quý vị tưởng tượng là một đứa nhỏ 10 tuổi mà đi máy bay tới một cái đất nước rất là xa xôi, và phải gọi là không biết tiếng Anh, cũng đầy sợ hãi. Nhưng mà Cindy cũng qua tới Mỹ thành công. Thì lúc mà bố mẹ mình đón mình ở phi trường á, thì đi về nhà, thì lúc đó trong đầu của Cindy chỉ có một cái hình ảnh là mình được sống chung với lại ba mẹ, và ở đây nước Mỹ là một thiên đàng, là sẽ có rất nhiều thú bông, rất nhiều kẹo, rất nhiều điều thú vị. Thì Cindy về nhà và ở với ba mẹ đó thì cũng được một thời gian đầu rất là phải gọi là rất là êm đềm, vì mẹ chăm sóc rồi ba cũng chăm sóc. Nhưng mà mẹ của Cindy thì lại có một cái tư duy cũng rất là đặc biệt, là vì bà sợ là vì cái khoảng thời gian cách xa rất là lâu á, sẽ không có kịp để mà dạy dỗ mình, cho nên là sẽ dạy mà gắt của kiểu á, dạy theo kiểu gắt của kiểu, dạy cho nó kịp. Cho nên là tất cả cái gì cần phải dạy dỗ thì sẽ dạy dỗ một cách rất là gắt gao. Và thì đi học lại sinh hoạt trong gia đình, thì một năm sau thì mẹ Cindy có thêm em bé là em của Cindy. Thì lúc đó là mới gia đình thì cũng trải qua rất là nhiều khó khăn, vì mẹ áp lực cho nên là mẹ đi làm việc rất là nhiều áp lực, cộng thêm là việc sinh con có nhiều cái khó khăn. Nhưng mà lúc đó có thể đó gọi là cái giai đoạn mà Cindy cảm thấy là mình rất là bị tủi thân, và mình cũng cảm thấy là mình hoang mang á, là vì mình không có quen với lại sự la mắng hoặc áp đặt, hoặc là mình không có quen với lại cái tuổi thơ nó rất là êm đềm, có bạn bè, có cây cối, có sông. Còn bây giờ thì ở Mỹ thì chỉ có một mình, sáng ba mẹ đi làm hết thì chỉ có một mình ở nhà. Và sau đó thì mình đi học về thì dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em chẳng hạn, thì nó có một cái sự thay đổi rất là lớn. Nhưng mà cũng có một cái là cái lúc đó thì là một đứa nhỏ thì không hiểu tại sao là ba mẹ mình thì đôi khi là mình nhìn thì Cindy nhìn thì Cindy thấy là ba mẹ với lại em của mình là một gia đình, còn mình thì không phải. Giống như là nó có một cái gì đó nó xa cách
mà nó mình mặc nhiên là mẹ Cindy chưa bao giờ ôm mình, cũng chưa bao giờ cho mình một cái lời thương yêu. Có lẽ là vì nhiều cái vết thương ở trong người của mẹ đó, cho nên là mẹ không thể bộc lộ được cái tình thương đó. Và những cái năm khó khăn nhất là những cái năm mà phải gọi là 11, 12 tuổi cho tới Cindy ở chung với bố mẹ là tới khi mình đi học đại học ấy. Thì cái thời gian đó thực sự là một cái thời gian rất là khó khăn về cái cách giáo dục của chính mẹ của mình là tránh sự ảnh hưởng của mẹ là nhiều nhất lên Cindy. Và có nhiều khó khăn để mà tiếp cận cái môi trường ở trường học, vì mình cũng chưa biết tiếng Anh. Rồi ngày xưa là vì bố mẹ nghèo đó, cho nên là quần áo thì chỉ có mặc đồ của người ta cho lại, hoặc là đi học thì lúc nào cũng bị bully, cũng bị chọc vì không nói được tiếng Anh. Mà người của Cindy lúc đó thì rất nhỏ con và rất là đen và xấu xí, và mình ăn mặc thì rất là quê mùa, cho nên là đương nhiên là bị bắt nạt trong trường học rất là nhiều. Nhưng mà cũng mà cái lúc đó thì không có khả năng để học. Cindy thực sự là không thấy mình có khiếu về việc học, và học rất là tồi tệ vì nó giống như là một cái đứa nhỏ mà ở trong bóng tối ấy, là không biết được là sao cái cuộc sống này nó kỳ lạ vậy. Cuộc sống này nó toàn những người không có thương yêu mình, hoặc là mình không phù hợp. Thì mà cộng thêm là vì Cindy học dốt sẵn rồi, cho nên là mẹ của Cindy thì lại củng cố việc đó là bà luôn nghĩ Cindy là không có tài, hoặc là không có thông minh, hoặc là như thế nào, chỉ củng cố lại cái niềm tin đó. Cho nên là mình học cứ rất lên rất xuống. Nhưng mà thật ra thì nghe câu chuyện của Cindy bắt đầu từ thời tuổi thơ, thì Amin mới nghĩ rằng là Cindy phải là có một cái gọi là cái mầm, một cái hạt giống. Hạt giống này rất là kiên định. Tại vì ở cái tuổi mà 10 tuổi cho tới 18 tuổi đó, người ta hay gọi là teenage cho tới trưởng thành đó, ngay bản thân Amin và Amin nhìn rồi sau này nhìn lại tất cả những người xung quanh, giai đoạn đó có nhiều người bảo là không sao đâu, đâu cũng bảo đó, nhưng mà lầm. Giai đoạn đó rất rất quan trọng. Hạt giống tốt hay không tốt, nảy nở theo khuynh hướng nào, đại đa phần nếu người mà không có một ý chí kiên định, cái ý chí kiên định này có thể ngay còn bé Cindy không biết. Cindy chỉ biết là Cindy như vậy. Và Cindy bây giờ mỗi ngày Cindy thay đổi. Nhưng cái điểm cộng á, mà Amin muốn share với quý vị đó, là qua câu chuyện Cindy, không cần phải ở với cha hoặc mẹ. Miễn sao một đứa bé mới ra đời, cho tới năm nó 5, 6 tuổi hoặc 8, 9, 10 tuổi, nó ở với ông bà, cô dì chú bác, mà nếu thực sự nhận được tình thương đôi khi còn tốt đẹp hơn là ở với bố mẹ mà không dành nhiều thời giờ và không thực sự hiểu tình thương con như thế nào. Dạ vâng. Thì Cindy thấy là cái khoảng đó là lý do vì sao mà Cindy hiểu rất rõ là trong cái giai đoạn tuổi thơ đó cho tới cái lúc mà mình tuổi teen đó, là cái sức ảnh hưởng nó đã cố định và nó đã định hình ở trong cái thời gian đó rồi. Tùy theo cái cách mà cha mẹ ứng xử với con cái hoặc dạy dỗ con cái, vì những cái ký ức đó, những cái kinh nghiệm đó là những cái kinh nghiệm sâu đậm nhất, và mình chịu ảnh hưởng của những cái kinh nghiệm đó nhiều nhất, nhiều hơn là lúc mình lớn luôn. Thì trong cái giai đoạn đó mình có thể hình dung được là Cindy là một người rất là ít nói, kiệm lời và cảm thấy bị cô lập. Nhưng mà khó khăn lắm là vì sau khi tan trường xong á, là mẹ có một cái tiệm làm nail. Thì ra đó là sau khi tan trường là Cindy đi ra làm, cứ ở đó, và cuối tuần thì đương nhiên là không có được đi đâu, vì mẹ thì rất là gọi là độc đoán và độc tài, và muốn kiểm soát mọi thứ và không làm chủ được cơn giận của mình, vì
khi có nhiều khó khăn đó, thì sẽ không làm chủ được và sẽ bộc phát ra. Cindy có nhớ rất là nhiều lần là mỗi lần mà mình nghe tiếng garage mà mở đó thì mình trốn thôi, trốn ngủ vì sợ quá cho nên là trốn. Thì sau qua cái thời điểm đó là tới cái giai đoạn là Cindy bắt đầu học đại học. Mà cũng hiểu sao là lúc đó mình vào được đại học là vì mình học rất lẹt đẹt. Và Cindy nhớ là năm đầu tiên của trường đại học ấy, thì mình có học một cái course đó. Chứ lúc đó Cindy đứng đầu lớp. Mà cái lúc đó mình ngạc nhiên lắm. Mình thấy là tại sao là cái sức học của mình á, là cái sự hiểu biết của mình nó cứ trôi như vậy. Và mình cứ học hết cái lớp này tới lớp khác và mình cứ đứng đầu lớp như vậy. Thì nó làm cho mình ngạc nhiên về chính bản thân của mình. Là vì lúc đó Cindy thực sự là tách ra khỏi gia đình. Là Cindy bắt đầu có cái tự lập riêng á. Thì tách ra khỏi cái sự gọi là củng cố lại cái niềm tin là mình không có cái khả năng đó. Thì cái lúc đó mình mới phát hiện là mình yêu cái sự học, mình đam mê với cái việc học. Và Cindy yêu kiến thức vô cùng. Thế mà được tới trường, được vào trong cái thư viện hoặc là học thêm một cái gì mới đó, thì nó giống như là cái người mình nó được sống lại vậy. Và rất là yêu mỗi lần mà mình ngồi ở trên giảng đường hoặc là mình học cái gì đó là không còn biết thế giới xung quanh nữa. Là cái đam mê thật sự về cái kiến thức và sự học hỏi. Và mà lúc đó là không có cái gì bám víu vào, không có gì tạo cho mình cái hưng phấn hoặc là cái vui vẻ, cái hạnh phúc của cuộc đời ngoài cái việc là mình đi học. Cho nên là thích ở trường lắm. Hệ mà có cơ hội nào là lấy bao nhiêu units cũng được, là miễn sao là được tới trường thôi. Điều đó phải nói là rất là tuyệt vời, và đó cũng là trạng thái tâm lý. Chắc sau này là Cindy đã tự phân tích tâm lý của mình và hiểu tại sao mình yêu chuyện học. Cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại. Thưa quý vị, trong mỗi một câu chuyện thường thường chúng ta hay nhắc tới tuổi thơ. Và cái tuổi thơ đó tuy rằng nó ngây thơ, có thể là ngây ngô, nhưng không ngờ sau này rất nhiều người từ tâm lý học, khoa học cho đến tôn giáo, cho hầu hết ngay cả vấn đề y khoa đều công nhận tuổi thơ là một gốc rễ hình thành để tạo một cái cây trưởng thành. Và cái cây đó mạnh mẽ hay yếu đuối, hay cái cây đó không tồn tại, hay chỉ là từ từ cây tàn héo, thì cũng tuổi thơ đóng một phần, đóng góp một phần không nhỏ. Và như tiếp theo câu chuyện của Cindy thì không biết là Amin nghĩ có đúng hay không, nhưng mà rõ ràng từ sinh ra đời cho tới 9 tuổi, nghe Cindy kể tuy thiếu hình bóng cha và mẹ, nhưng tuổi thơ đó rất êm đềm, rất đẹp. Đó là cái điều mà hầu như ai ai cũng ước mơ được vậy. Thực ra chúng ta không cần phải có bố mẹ hiện diện, nếu có thì là điều tốt. Biết bao nhiêu trẻ trong trại mồ côi tuy rằng không có bố mẹ mà còn bị bỏ rơi, nhưng mà tại sao có nhiều cháu lớn lên rất vững mạnh? Bởi vì may mắn được ở trong trại mồ côi đầy đủ tình thương của mọi người, đó là tình thương nhân loại. Rồi cho tới khi mà Cindy ở tuổi teen và đi học, thì Amin nghĩ rằng chắc đây là bắt đầu của những cái thay đổi môi trường. Người lớn như An Miên qua đây mấy chục tuổi mà cũng còn bị gọi là xính vính, và có thể là cũng một thời gian coi như mình bị rất là gọi là nó đau xuống, và đồng thời đôi khi mù mịt, mà trong khi một đứa bé 10 tuổi chưa hề thân cận với mẹ mà rời đi một cái tổ ấm rất là ấm áp của ông bà, chắc lúc đó đứa bé của Cindy rất đau đớn nhưng không thành lời. Tại vì trước mắt cứ nghĩ là mình sẽ đến một tổ có mẹ, bởi vì cái tư tưởng của xã hội cứ đều nghĩ là con phải ở với cha với mẹ.
Nhưng thật ra đôi khi chúng ta phải nghĩ lại. Và hôm nay tiếp tục mời quý vị cùng với An Men, chúng ta nghe tiếp câu chuyện bắt đầu giấc mơ Mỹ của Cindy. Khi Cindy vào đại học á, thì cái sức học của mình thật sự là vượt bậc. Có thể là vì cái đam mê đối với lại các kiến thức, cho nên sau đó thì Cindy có mong muốn là mình sẽ học trường y. Thì lúc đó mẹ thì lại không đồng ý, vì mẹ nói là phụ nữ đấy thì nên học một cái nghề nó nhẹ nhàng. Và cái quan trọng nhất Cindy vẫn nhớ là mẹ có nói với Cindy là Cindy không có khả năng đó. Cho tới lúc đó là mẹ vẫn nghĩ là mình không có khả năng để mà tiếp tục đi học. Và bà nghĩ là Cindy chỉ nên là học ngành dược ấy, thì nó sẽ tốt cho cuộc đời của mình, nó nhàn hạ hơn. Và nhất là nó Cindy không vào được trường y đâu. Thì lúc đó Cindy cũng cũng rất là nghe lời mẹ. Và Cindy đi đi đăng ký và nộp đơn vào trường dược. Thì Cindy nhớ là khi Cindy xin vào trường Loma Linda, là một trường trường đạo, và Cindy đi phỏng vấn. Lúc đó Cindy có là 20-21 tuổi thôi, mới còn chưa sắp sửa hoàn tất bằng cử nhân của mình ở trường đại học UCI. Thì Cindy đi đi phỏng vấn ở trường dược của Loma Linda. Thì lúc đó là trường Loma Linda là có cái khóa đầu tiên của khoa dược á, thì chỉ nhận có 25 người. Mà 25 người đó đó là trong cái buổi phỏng vấn thì chỉ có một mình Cindy, và có rất là nhiều người ở trong cái trường để mà phỏng vấn mình. Thì họ đều có vẻ như là thách thức Cindy là vì sao phải chọn mình trong khi là mình chưa có bằng cấp. Và những người nộp đơn vào trường này là rất giỏi, và đa phần là họ có bằng này hoặc bằng này, vì sao họ phải cho Cindy một cái chỗ như vậy. Và Cindy nhớ rất rõ là ở trong cái buổi phỏng vấn đó, có một cái vị giáo sư đã hỏi Cindy là nếu sau này Cindy trở thành một dược sĩ, là một người gọi là chăm sóc về sức khỏe y tế, thì Cindy có hứa là sẽ phục vụ cho tất cả Holy Mankind. Holy Mankind là tất cả các con của Chúa, là tất cả mọi người là con của Chúa. Thì Cindy có nói là Cindy sẽ phục vụ cho tất cả mọi người, có nghĩa là sẽ phục vụ cho tất cả chúng sanh, không phải là Holy Mankind, không phải là chỉ là con của Chúa. Thì mình phải tưởng tượng là mình đang sinh vào một cái trường đạo. Thì rất là sốc, mọi người trong cái căn phòng đó rất là sốc. Nhưng mà sau khi Cindy rời cái buổi phỏng vấn đó, thì cái người điên của khoa trưởng khoa thì có nói với Cindy là bà mong muốn Cindy sẽ tham gia khóa cái trường này. Bà sẽ làm một công việc rất ngoại lệ, là chấp nhận Cindy ngay lập tức. Và lúc đó thì Cindy từ chối, và Cindy nói là có lẽ là ở nơi này không phù hợp với mình, vì Cindy là người của tất cả mọi người, không phải là một cá nhân thuộc về một tôn giáo, hoặc là theo quy định của một tôn giáo nào, hoặc là chịu một cái sự cam kết gì cả. Cho nên Cindy rất là cảm ơn, nhưng Cindy từ chối. Và sau đó Cindy tiếp tục xin vào những trường khác, và Cindy được nhận vào tất cả các trường mà Cindy đã đi phỏng vấn và nộp đơn. Và cuối cùng là Cindy chọn học trường Western University, là khoa dược ở đó. Thì trường Western University thì rất là thoải mái, rất là phù hợp với Cindy. Cindy học ở đó và đã gặp người bạn đời của mình ở trong cái khóa học đó. Hai người cùng học chung, nhưng mà không có, thật sự là không có thân với nhau. Cho tới là khi Cindy đi thực tập á, thì thuê nhà của
của cái người này thì thuê chung rất là nhiều bạn bè ở chung. Chị Cindy có là một người thuê phòng ở đó. Thì sau khi mà ở chung một thời gian, sinh hoạt chung thì quý mến nhau. Và khi mà ra trường thì là Cindy bắt đầu chỉ trong một cái giai đoạn rất ngắn thì Cindy đưa người bạn của mình về gặp bố mẹ của mình. Thì mẹ của Cindy rất là thích cái người này, và Cindy đã đồng ý kết hôn với người này vì cảm thấy là phù hợp với gia đình của mình, cùng chung một cái gọi là nó có nhiều điểm giống nhau. Thì Cindy đồng ý. Thì lúc đó là mới bắt đầu vào cuộc sống hôn nhân. Cuộc sống hôn nhân đối với Cindy nó giống như là một cái giấc mơ Mỹ vậy, nó là American Dreams. Lúc đó Cindy đã là một người ra trường loại giỏi ở trường của mình thì trước khi mà hoàn tất bằng tốt nghiệp thì đã có rất nhiều công ty mời để mà cộng tác, để mà làm việc. Thì sau khi kết hôn là Cindy đã có việc làm và chồng của mình cũng có việc làm rất ổn định, thì tương đối là cuộc sống giống như là mơ ước của rất nhiều người. Hai người đều có một cái income rất là cao. Và sau đó thì ông xã của Cindy lại thích về kinh doanh, cho nên mới mở những cái pharmacy và có thể gọi là rất thành công. Sau đó thì Cindy lại bắt đầu sinh con. 3 năm sau thì Cindy sinh con gái đầu lòng. Thì tất cả mọi thứ hầu như là hoàn hảo, không có gì phải gọi là chê trách cả. Rất là đẹp. Gia đình hạnh phúc, tất cả mọi thứ về vật chất, mọi người nhìn vào thì đây là một cuộc sống rất là hoàn hảo. Và anh em muốn hỏi là Cindy lập gia đình để mà có một cái giấc mơ như nhiều người nói, giấc mơ Mỹ đó, nói đùa như vậy, chắc chắn là phải có tình yêu đúng không? Tự vì cái này là Cindy quen biết, tình yêu là tình yêu của giai đoạn lúc đó. Có nhiều người á, người ta lúc đó người ta nghĩ là đó là tình yêu, người ta mới đến hôn nhân. Nhưng mà sau này á, có những khác biệt, rồi từ từ tình yêu đó mới thay đổi, hoặc là tình yêu đó lại tiếp tục theo một cái khuynh hướng khác. Ở đây chúng ta đang nói tới những ngày này là phải gọi là, xin đi gọi là những ngày chưa giông bão, những ngày thời tiết rất là đẹp. Là ý chị Amy muốn nói là cuộc hôn nhân này á, nó đẹp là bởi vì nó có tình yêu trong đó trước. Vâng, là và vì... cùng chí hướng nữa. Dạ, yeah, yeah. Là vì ông xã của Cindy là một người rất là từ ái, có tâm từ rất là lớn và lại yêu thương vợ con. Cho nên là mà lúc đó thì đương nhiên là Cindy chọn người này không phải là vì gia đình của mình ép mình, nhưng mà thực sự là vì cái người này rất khả ái, và mình cũng thương yêu họ, cho nên là mình mới đến với hôn nhân. Thì mà nó cái lúc đó thì cái khái niệm về cái xây dựng cuộc sống gia đình đó, không có một cái khái niệm nào cả. Giống như Cindy nói là chúng ta làm theo bản năng tự nhiên của mình. Mình chưa bao giờ học làm vợ như thế nào, làm mẹ như thế nào. Mình chỉ có là biết lớn lên lấy chồng sanh con rồi. Nó đi theo cái chiều hướng vậy. Thì đó rất là giản dị và bình thường. Rất là giản dị, rất là bình thường. Nhưng mà Cindy lại hành xử trong cái cuộc hôn nhân của mình ấy, ngày nó càng một rạn nứt ra. Vì cái cách hành xử của mình ấy, là nó dựa trên những cái vết thương của mình mà mình không biết. Ví dụ như là mình là một người rất nóng tính, và có thể gọi là mình là một cái người ít có cái thể nào mà thấu hiểu cho cái người khác được. Không thấu hiểu. Và nó có gọi là cái bản ngã nó cao lắm. Cái bản ngã lúc đó là ở đỉnh cao của tất cả các bản ngã. Là vì mình nghĩ là mình là có thể làm được tất cả, mình là trung tâm của vũ trụ, là người chồng là phải phục vụ hết cho mình, hoặc là mình phải được như vậy như vậy. Là vì cái sự thành công nó cứ đi lên như vậy. Và nhất là ở cái xã hội Tây Phương này thì lại rất là chú trọng về việc là sau này Cindy hiểu nó là gọi là power struggle. Là trong cái mối quan hệ đó, là mới bước vào cái mối quan hệ thôi, thì người phụ nữ là được, không biết là được huấn luyện hay là được giáo dục là phải có quyền, hoặc là đừng có để cho chồng ăn hiếp, hoặc là ngược lại là chồng không để được vợ leo lên đầu. Thì nó có một cái power struggle, là người này là sợ người kia lấn, bị ảnh hưởng bởi văn hóa xung quanh, môi trường xung quanh. Và cộng thêm đó là
cả hai bên đó là đều đi rất sâu vào cả hai gia đình, bên chồng và bên vợ, có nghĩa là không hề có bất kỳ một ranh giới nào là chịu sức ép, chịu sự ảnh hưởng từ gia đình chồng, rồi chịu sự sức ép ảnh hưởng từ chính gia đình của mình luôn. Mà những cái can thiệp đó nó sâu, chứ không phải là những cái can thiệp đó nó nằm ở trên bề nổi, là nó can thiệp về kinh tế, về mình sinh sống ở đâu, mình chăm con như thế nào. Chứ có nghĩa là cái gia đình nhỏ của mình đó, nó không phải là riêng biệt, mà là nó chịu cộng ảnh hưởng từ hai cái gia đình lớn kia nữa. Mà bên gia đình chồng thì rất là nhiều anh em, là có 8 anh em tổng cộng, thì mỗi lần tiệc tùng là rất là đông người. Và cái lúc đó đó phải gọi là mình giống như là một cái người hành xử theo bản năng ấy. Là không hiểu chuyện, không biết trên biết dưới, hoặc là mình cũng không thèm để ý nữa. Có nghĩa là tôi là tôi, giống như mình sống bộc trực và thích gì làm đó, và không khéo léo trong cách cư xử. Và nhất là bản tánh sanh ra là bản tánh gọi là righteous, là rất là chính trực, đúng là đúng mà sai là sai, mà hệ sai là cứ là phan như vậy, không kiêng nể, mà không có một cái sự uyển chuyển khéo léo nào cả. Thì nó đưa ra rất là nhiều cái rạn nứt trong cái mối quan hệ giữa mình đối với gia đình chồng của mình, giữa mình đối với chính gia đình của mình. Và vì những cái rạn nứt đó, nó làm cho cái tình cảm vợ chồng nó cũng rạn nứt luôn. Là thật ra thì chồng của Cindy không phải anh ta cũng rất tự ái, nhưng cũng bị một cái vấn đề rất lớn là không có bản lĩnh để bảo vệ cái gia đình nhỏ của mình. Vì cái người đàn ông không thể bảo vệ gia đình nhỏ của mình thì cái người vợ trở nên rất hung dữ, là tại vì cái người vợ phải đứng lên để bảo vệ, không cho ai ăn hiếp mình chẳng hạn đấy. Thì nó những cái vết nứt đó nó càng nhỏ, tuy mới đầu nó rất nhỏ và nó càng ngày càng lớn dần đi. Nhất là khi mà những cái conflict ấy, nó bắt đầu nó lớn hơn cả hai bên luôn. Và vào cái thời điểm đó thì cái việc làm ăn của ông xã Cindy có vấn đề. Có vấn đề đây không phải là vấn đề nhỏ về tài chính, mà vấn đề về pháp lý. Là khi bắt đầu Cindy thì có công việc riêng rồi, là làm ở trong bệnh viện, có công việc riêng của mình, không có can dự vào việc kinh doanh của chồng. Nhưng mà vì ông xã Cindy thực sự là một người rất háo thắng và có một cái phải gọi là rất dễ tin người, hoặc là có những cái háo thắng riêng của họ. Cho nên là khi đó là cũng trong cái thời điểm đó là bị dính vào một cái việc làm mình phải gọi là phi pháp ấy. Cái chuyện đó nó đến rất nhanh, nó không phải là, và nó không nằm trong cái dự tính của bất kỳ ai ấy. Nó đến một cách giống như là mình phải gọi là cái nghiệp nó trổ ấy, thì cái lúc đó là tất cả mọi thứ nó bắt đầu nó đầy đủ cái người này, người xấu này tới, rồi dẫn tới cái chuyện xấu này, mọi thứ nó kết tụ lại rất là nhanh chóng. Thì Cindy nhớ là lúc đó ông xã Cindy làm rất là nhiều việc, bay đi tiểu bang này, mở cái này mở cái kia. Cindy rất là thấy không hiểu nhiều lắm, nhưng mà có nhờ Cindy vào để mà trông coi giùm một cái cửa tiệm trong vòng 2 tuần á. Thì cái lúc đó mình nghĩ cũng không có gì hết, mình vào đó và mình làm trong đó 2 tuần rồi mình đi ra. Khi anh ta về thì Cindy lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó thì mọi thứ bắt đầu sụp đổ, là cái công việc nó bị điều tra, chồng của mình bị điều tra. Mà lúc đó Cindy vừa hoang mang và vừa sợ, mà cũng không biết chuyện gì nó trầm trọng như thế nào thì Cindy không biết. Thì đây là bắt đầu bước vào cái giai đoạn là Cindy gọi là ngày giông bão. Đúng, vâng, cảm ơn Cindy và cảm ơn quý vị. Thì nói cho cùng, bất cứ một cái mâu thuẫn nào mà nếu mà mâu thuẫn từ giữa vợ chồng trong gia đình bé nhỏ thì mâu thuẫn đó rất dễ giải quyết, hoặc là có giải quyết
được hay không được thì nó rất là êm ái, tự vì chỉ là một gia đình bé nhỏ. Nhưng khi mà có sự cộng hưởng của những cái gia đình bên chồng, bên vợ, rồi anh em, cô dì, chú bác nó cộng lại, thì anh Miên thấy đây là hai tảng núi đang đè một cái mái nhà nhỏ xíu. Vâng, phải nói là câu chuyện của Cindy cũng là câu chuyện tương tự giống giống như nhiều người. Nhân vật thì cũng là giống nhau, nhưng hoàn cảnh và môi trường có thể khác nhau một chút. Cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại. Vâng, chúng ta đã bắt đầu câu chuyện của Cindy đã sang một cái gọi là người ta hay gọi là tới một cái, nghĩa là phim tập, nó có nhiều tập. Climax đỉnh điểm. Vâng, bắt đầu. Bây giờ chúng là ở đây chúng ta không có nhiều tập mà chúng ta chỉ có cuộc đời của một người phụ nữ. Thực ra ngay ban đầu quý vị cũng thấy Cindy rất là nhỏ bé. Nhưng mà Amin nói rồi, cô bé này, tự vì Amin hơn Cindy rất là nhiều tuổi, phải nói là hơn 20 tuổi thì phải. Thành ra đối với Amin đó, cô bé này nhỏ bé nhưng rất là cứng cỏi và cứng cáp. Cô có chủ kiến của cô khi cô còn bé, nhưng mà tự vì Cindy chưa nhìn thấy chủ kiến của mình. Nhưng có lẽ sau này trên bước đường mà qua ngày giông bão thì từ chủ kiến đó trở thành chánh kiến để mà Cindy phục vụ cho quý vị trong giai đoạn của ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại một cái giai đoạn khó khăn nhất trên cuộc đời, đó là rạn nứt và bắt đầu giông bão. Yeah. Thì mọi người hay nghe cái câu là họa vô đơn chí. Là khi nó đã rộ rồi thì nó rộ một chuyện, cái chuyện này nó nối tiếp chuyện kia. Mà cái lớn nhất, cái bóng mà nó đè lớn nhất lên trên cái gia đình nhỏ này là cái cuộc chiến pháp lý này. Là từ lúc mà gia đình bị ông xã Cindy bị điều tra rồi, nó mà đây không phải là một cái cuộc điều tra bình thường, thì nó vì nó là liên quan tới là chính phủ, và nó có nhiều cái vì mình có bao giờ mình phải tiếp xúc với lại những cái chuyện này đâu, cho nên nó rất là sợ, nó làm cho tất cả mọi người đều phải sợ. Là và mà FBI, thanh tra, điều tra, tất cả mọi thứ. Thì Cindy lúc đó là không có, thứ nhất là không hiểu được cái chuyện gì nó đang xảy ra. Và lúc đó là mình vì không hiểu mình lại tấn công. Có nghĩa là tấn công là mình phải biết coi nó là cái gì. Hoặc là rồi từ trong đó đó là không thể, hai người không thể nào hỗ trợ nhau, mà đâm ra là làm cho áp lực lên nhau. Và trước khi mà Cindy nói về áp lực thì cái này Amin biết là chúng ta không đi sâu vào những chi tiết về cá nhân, nhưng mà chỉ hỏi là những cái kinh doanh của ông xã Cindy đó, cái đó là toàn về ngành thuốc phải không, hay là về thương mại gì khác? Chỉ là ngành thuốc, thuốc thôi. Mà khi mà cái cuộc điều tra nó xảy ra thì không phải là một cuộc điều tra một tháng hoặc là hai tháng, mà nó kéo dài rất là nhiều năm. Thì mình tưởng tượng á, là tổng cộng trong cái thời gian cái cuộc chiến pháp lý này á, là nó là gần là 7 năm. Thì 7 năm này á, giống như là mình sống ở trong một cái, nó luôn luôn có một cái tử thần nó đứng ở trên đầu, và mình có thể chết bất cứ lúc nào, mình không biết. Và trong cái giai đoạn đó, sống giống như là cả hai đều sống rất là vật vờ, rất là không biết ngày mai nó như thế nào. Và nhất là mình gặp nhau thì chỉ có những cái khó khăn, nó chồng chất khó khăn. Và trước đây thì ông xã của Cindy là luôn là cái người là ao ước được đi xuất gia. Và có rất là nhiều lần Cindy là không đồng ý, và đã có nhiều cái là đi rồi về, đi rồi về. Có nghĩa là Hy rất là thích cái con đường đi xuất gia luôn, có nghĩa là từ bỏ luôn gia đình của mình.
mà Cindy thì níu kéo, Cindy thì không chấp nhận, rồi có những phản kháng lại. Cho nên là nó cứ những cái mong muốn đó nó đã ấp ủ rồi. Và bây giờ tới cái lúc mà khó khăn nhất á, thì chồng của Cindy lại nghĩ là đây là cái thời điểm mà tốt nhất để cho anh ta đi xuất gia luôn. Trong lúc đó là vẫn đang điều tra. Vâng, vẫn đang điều tra. Thì là vì chồng của Cindy là cảm thấy là không còn phù hợp với đời sống hôn nhân nữa, vì nó không hạnh phúc, mà cộng thêm cái sự mong muốn đi theo cái con đường đạo của mình một thời gian. Thì lúc đó là cứ đi rồi về, mà Cindy ở nhà thì rất là khó khăn, là rất là muốn, lúc nào cũng là không đồng ý với cái việc là đi. Cho tới một ngày thì ông xã của Cindy là vì không chịu nổi áp lực, và vì cái sự không muốn đối diện với lại cái sự thật á, cho nên là quyết định đi xuất gia. Là quyết định đi luôn. Luôn có nghĩa là... Và tới đây thì xin lỗi An Miên là... xin lỗi Cindy là chị muốn ngừng một chút xíu. Tại vì chị muốn tìm hiểu là trước khi mà mở những cái kinh doanh business này nọ đó, những cái xưởng thuốc này nọ đó, thì lúc đó ông xã Cindy đã bắt đầu tìm đến tôn giáo chưa? Dạ rồi. Trước khi lấy Cindy đã tìm đến tôn giáo chưa? Trước khi mà lập gia đình đó, thì chỉ có một khái niệm thôi. Nhưng mà nó không có đi sâu như vậy. Và ở trong cái lúc đó, mà mọi thứ đều êm đẹp á, thì cái ước mơ về cái con đường đi tu á, nó mập mờ lắm, nó mờ. Nhưng mà càng khó khăn thì nó càng rõ ràng hơn. Có nghĩa là Cindy nhận thấy là nó giống như là một cái việc mà mình bỏ chạy thì nhiều hơn. Và sau này Cindy cũng phải nhìn nhận là có thể là vì nhiều cái nỗi sợ, hoặc là nhiều cái khó khăn, không muốn đối diện và chán nản cuộc đời á, cho nên là cái ý muốn xuất gia nó càng ngày nó càng cảm thấy là nó vì giống như là con đường A mà nó không hạnh phúc thì mình đi qua con đường B thôi, chứ là đâu có cách nào khác đâu. Và bây giờ một câu hỏi nho nhỏ là, như nãy Cindy nói, Cindy có công việc của Cindy, và Cindy cũng để cho ông xã gọi là có một cái không gian rất là thoải mái, rộng rãi, tự làm những gì mình yêu thích. Thì khi mà cái vấn đề nó đến trong cái thời gian mà Cindy vô làm việc cho ông xã như hai tuần, thì Cindy có nhìn ra được cái vấn đề đó không, hay là tới khi cái, nghĩa là bao nhiêu điều tra nó đến, thì trong cái khi điều tra nó đến rồi, đây là hai câu hỏi. Trong cái giai đoạn mà để cho ông, giống như có người chồng người vợ cứ để cho hai người muốn làm gì thì làm, nhưng mà vẫn lưu ý chứ không phải là buông, vẫn lưu tâm, tức là vẫn biết là như vợ tôi làm ở đây, chồng tôi đang làm cái này, nghĩa là có biết một chút hay là hoàn toàn không biết được. Cái thứ hai, khi mà cái vấn đề nó đến thì lúc đó Cindy có bao giờ ngồi xuống nói chuyện với chồng của mình, hỏi rõ và hiểu rõ vấn đề đó như thế nào? Đương nhiên là Cindy phải biết chứ. Vậy là tốt. Cindy phải biết, và Cindy cũng có ngờ ngợ ra là có cái chuyện gì đó nó không ổn. Nhưng mà thực sự là ông xã của Cindy một phần là trấn an, có nghĩa là không có gì đâu, hoặc là nó không có như vậy. Hoặc là Cindy thì cũng lúc đó phải gọi là mình cũng vô tâm lắm, là mình nghĩ ôi thôi anh nói không có chuyện gì, hoặc là mình nghĩ là cái ký ức của mình lúc đó là mình có nhiều, mặc dù nó, mình thấy nó có gì nó bất ổn, và mình không có nghĩ là nó lớn. Và cộng thêm là Hy cũng trấn an Cindy là it's nothing, cái này anh lo, hoặc là something. Thì Cindy thấy là ok, vậy thì không có quá đặt nặng. Nhưng mà tới ngày càng ngày nó càng trầm trọng hơn, cái việc điều tra nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Và nhất là Cindy không thể nào tưởng tượng được là mình bị dính vào, có nghĩa là mình là một trong những đối tượng luôn. Vì mình nghĩ là mình biết, hoặc là mình thấy cái việc đó, nhưng mà mình không liên can, hoặc là, nhưng mà mình không thể nào tưởng tượng được là nguyên cái giai đoạn đó thì Cindy chỉ lo cho ông xã mình thôi, chỉ có lo cho him thôi, nhưng mà không nghĩ là mình luôn nữa. Thì cái lúc đó là nó đã khó khăn như vậy, là lúc đó là cả hai vợ chồng đều bị điều tra. Cái lúc mà Cindy biết được là cả hai vợ chồng đều điều tra thì nó giống như là một khung trời sụp đổ vậy.
Và lúc đó cho tới cái nó cứ kéo dài như vậy, mình cứ sống lay lắt như vậy. Lúc thì chấp nhận, lúc thì không chấp nhận, lúc thì sợ, lúc thì nó đầy đủ đủ thứ cái emotion ở trong người của mình. Mà con mình thì lúc đó còn nhỏ nữa. Mà cái lúc tới đỉnh điểm là ông già Cindy không chịu nổi nữa. Cho nên là quyết định là ly hôn và đi luôn. Đi luôn là muốn đi con đường của mình luôn á, là không muốn dính tới gia đình, không biết là đi xuất gia hay đi đâu, nhưng mà muốn chấm dứt cái cuộc hôn nhân đó vì không chịu nổi cái áp lực trong gia đình. Thì quý vị phải tưởng tượng là Cindy là đang bị điều tra, là mình có vấn đề về tài chính, mình có vấn đề về nghề nghiệp, mình có vấn đề về pháp lý, và bây giờ thì chồng mình bỏ mình. Thì nó cứ nối tiếp á. Mà khi mà ông xã Cindy rời đi á, thì cái nhà của Cindy nó to lắm. Nó khủng khiếp, nó to đó. Thì chỉ có hai mẹ con ở nhà. Mà mình cứ là sợ, hoặc là mình bơ vơ, giống như là mình rất là bơ vơ vì mình bị bỏ lại với một đống hỗn tạp luôn. Mình không biết phải giải quyết sao. Mà cái lúc đó là mình đau lắm, là vì cái mối hôn nhân nó một cái thời gian dài, và mình nghĩ cái người này á, là cái người mà bạn đời của mình suốt đời, cho dù như thế nào đi nữa thì là sống chết là có nhau, không có bao giờ là xin nghĩ là cho dù là mình như thế nào hoặc là mình khó khăn như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ rời cái cuộc hôn nhân đó. Mà khi mà mình rời đi á, là anh ta rời đi á, là Cindy mới sụp đổ thật sự, chứ không phải là cái cuộc điều tra pháp lý nó làm cho Cindy sụp đổ, mà là vì cái hôn nhân của mình sụp đổ. Mà cái lúc đó những cái vết thương nào mà Cindy có một cái vết thương rất là lớn là cái vết thương sợ bị bỏ rơi á. Nó hình thành từ cái lúc nhỏ, cho nên khi mà mỗi lần mà ông xã Cindy muốn đi, lúc trước cũng vậy, muốn rời để đi tu á, là Cindy cái nỗi sợ đó nó trỗi lên và nó làm cho mình bám víu. Và bây giờ cái nỗi sợ này nó trở thành hiện thực, là nó hủy hoại cả con người của mình luôn. Mình nằm cứ bẹp trên giường á, và bao nhiêu thứ mình phải giải quyết. Coi như là ông xã Cindy đi á, là để lại rất là nhiều cái hỗn độn, là mình phải giải quyết từ tài chính về nhà và chăm sóc con, và bắt đầu phải đối diện với cuộc pháp lý một mình. Vâng. Yeah. Và trong trường hợp đó thì về mặt pháp lý, bây giờ thí dụ như là mình trốn tránh bằng cách đi tu, thí dụ đi ha, cái này thí dụ thôi, nhưng mà cái việc pháp lý đó mình phải tiếp tục đối diện, chứ đâu phải là bước vào cửa Phật cái là pháp lý nó ngừng được, phải không Cindy? Vâng, đúng. Có nghĩa là bây giờ là hai cuộc chiến tách ra. Có nghĩa là ông xã Cindy có cuộc chiến riêng của mình và Cindy có cuộc chiến riêng của mình, là mọi người là hai cá nhân tách biệt luôn. Hai cá biệt rồi. Là không có chung một cái case nữa, mà là hai case khác nhau. Và bây giờ nữa là như ban đầu Cindy có nói là một cái gia đình nhỏ bé của Cindy lúc ban đầu rất là ấm áp trong cái tổ bé bé xinh xinh đó, nhưng mà bên cạnh là hai cái trái núi rất là lớn của hai gia đình ảnh hưởng. Thì bây giờ cái lúc cái tổ ấm nó bị gọi là tan nát như vậy, thì hai cái trái núi đó như thế nào, có là chỗ dựa vững chắc cho cái gia đình bé nhỏ này không, hay là có nghĩ tới đứa cháu là con của Cindy hay không? Thật và không, cái căn nhà của Cindy mà đẹp như vậy, rộng lớn mà anh Minh cứ hay nói đùa là nhà lớn giống như là trong mơ của những nhà đại gia bên Trung Quốc á, tức là grand staircase, tức là rất là đẹp như những cái vũ hội đó, là cái căn đó là cái nơi mà tổ ấm của Cindy bắt đầu phải không, và cũng là nơi đó là cái nơi mà giông bão. Không, khi Cindy bắt đầu là ở một ngôi nhà rất là bình thường, thì ở đó là tổ ấm. Nhưng khi mà mình có nhiều tiền hơn thì mình lại thay đổi một căn nhà lớn hơn. Thì giông bão tới là ngay trong cái căn nhà lớn hơn này. Nhưng mà khi chuyện xảy ra thì Cindy không nhận được sự hỗ trợ nào từ hai bên phía gia đình. Bên gia đình mình thì ngày xưa tới giờ là rất là quý ông xã của Cindy và coi Cindy giống như là có vấn đề, mình là người có vấn đề, là mẹ Cindy luôn nghĩ là con của mình là người có vấn đề, và con của mình là tâm như vậy, là ở trong mắt của mẹ Cindy là một cái gì đó yếu kém. Và bên gia đình chồng thì đương nhiên là Cindy không nhận được sự ủng hộ nào rồi, là vì bên gia đình chồng cũng có một cái khái niệm là
con của mình là đúng hết, người ngoài là không đúng, chỉ có con mình thôi. Cho nên là Cindy bị isolated, bị tách ra, chỉ có đơn độc một mình, không nhận được sự hỗ trợ từ hai bên gia đình. Chẳng những không nhận được mà còn trút thêm nhiều cái khó khăn vào. Thì cái lúc đó gần như là nó sụp đổ, mọi thứ nó sụp đổ một cách nhanh chóng. Và Cindy nhỏ con như vậy mà chỉ có trong vòng vài tháng thì mất hết là 20 pound, lúc đó chỉ còn có 80 pound thôi, có chút xíu thôi còn. Và khi cái dông bạo đó nó tới á, Cindy không biết làm gì cả. Mình giống như là bị bỏ giữa biển mà phải tự bơi, không biết làm gì hết. Thì lúc đó Cindy nhớ là may á, là trong cái thời điểm trước đó một năm á, thì thầy của mình là thầy Thích Minh Niệm có đến và sinh hoạt ở nhà của mình. Và cái lúc đó thì bắt đầu cầu cứu thầy. Vâng, cảm ơn Cindy rất là nhiều. Và thưa quý vị, đó là những ngày giông bão của buổi nói chuyện với Cindy hôm nay và của câu chuyện đời thật sự của Cindy. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nhìn thấy trong cái gọi là ngày chưa giông bão rồi tới ngày giông bão, chúng ta thấy rõ ràng là Cindy là một người phụ nữ bé nhỏ, nhưng mà cái vấn đề, cái kiên trì, cái tánh kiên định đó, nó không bé nhỏ tí nào. Mặc dù sóng to bão lớn có thể dập vùi, nhưng An Niên chắc chắn rằng khi qua cơn giông thì mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Và có lẽ câu chuyện còn dài, còn tiếp. Và xin quý vị nhớ đón xem phần 2 là ngày qua giông bão. Cảm ơn quý vị đã theo dõi buổi nói chuyện hôm nay. Chương trình Một Tách Trà xin hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. Chúc quý vị một ngày thật an lành. Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Một Tách Trà là chương trình gửi đến tất cả quý vị những giây phút thư giãn, ôn cố tri tân, nhớ về xưa cũ và đồng thời học hỏi thêm điều mới, nhưng luôn luôn có nụ cười bên tách trà ấm áp. Và hôm nay trong chương trình này là tiếp nối trong chương trình phần 1 phỏng vấn Cindy, và phần 2 này là phần 2 để tiếp theo những gì, những ngày chưa giông bão rồi những ngày giông bão đến cuộc đời của Cindy. Và một lần nữa An Miên cũng giới thiệu với quý vị, Cindy là một dược sĩ và đồng thời cũng là tư vấn viên chuyên về tâm lý đời sống, đặc biệt là về sức khỏe tâm trí. Bây giờ mời quý vị cùng với An Miên, chúng ta gửi lời chào đến cô và chúng ta sẽ lắng nghe cuộc đời của cô qua những ngày giông bão. Chào Cindy. Chào chị An Miên. Cảm ơn chị An Miên đã chịu khó lắng nghe. Chị Cindy cũng chia cuộc đời mình ra là ngày chưa giông bão, ngày giông bão và ngày qua giông bão. Thì Cindy cũng đã nói ở cái tập trước về cái giai đoạn tuổi thơ của mình và tới cái đỉnh điểm là khi bão nó tới. Thì Cindy nhớ là cái ngày mà mọi thứ đã sụp đổ đó, thì Cindy đánh một cái email cho thầy của mình. Thì Cindy có nói là bão tới. Thì thầy từ ở xa thì thầy quay về liền ngay lập tức. Và cho tới bây giờ Cindy rất là biết ơn người thầy của mình. Và thầy quay về và thầy thấy cái tình trạng như vậy đó, thì thầy mới đề xuất Cindy là hãy đi đi một thời gian đó. Thì lúc đó Cindy nhờ gia đình take turn để mà chăm sóc cho con của mình. Lúc đó Cindy bắt đầu lẻo đẻo, phải gọi là lẻo đẻo đi theo thầy của rồi mình. Rồi bây giờ hai trước khi Cindy tiếp tục bắt đầu theo thầy, theo bước chân của thầy chỉ bảo, thì chắc có lẽ mọi người cũng giống như Amir muốn biết là nhân duyên nào, cơ duyên nào mà Cindy gặp được một vị thầy như là sư Thích Minh Niệm. Dạ vâng, lúc đó Cindy không biết Phật giáo, không biết thầy là ai, không biết gì cả.
có thầy có tổ chức một buổi pháp thoại ở đây, thì mọi người trong đoàn thể là đang kiếm một cái ngôi nhà đủ lớn và yên tĩnh ở nơi xa đấy để cho thầy có thể tới ở, và các Phật tử của thầy có thể tới sinh hoạt. Thì họ biết ông xã Cindy thì có mời thầy tới, và hai vợ chồng có đồng ý là mời thầy tới ở. Thì trong cái thời gian đó thì thật ra người gần nhất với thầy là Cindy, vì không biết là vì sao là rất là hợp nhau, từ chăm sóc từ cái ăn cho tới lúc nói chuyện, rồi có những buổi là ngồi ở ngoài trăng thanh đó, rồi các thầy trò ở sinh hoạt và ăn khoai rồi uống trà chung với nhau, thì nó có một cái tình thân. Nhưng mà cũng lúc trước đó thì không biết thầy, và sau khi mà thầy rời đi thì Bảo tới thì mới điện nhắn email cho thầy, thì thầy quay về. Thầy quay về thì thầy nói là thôi bây giờ là con đi, chứ con ở đây là con không chịu nổi, Cindy sắp xếp và đi theo thầy. Thì thầy hay nói với Cindy là Cindy giống như là một cái bóng ma giật giờ mà là vì vị tăng thì không thể nào đi với Cindy được, cho nên luôn luôn là phải có những cái người chị giả đi theo, mà Cindy cứ đi đằng sau, cứ chăm sóc, đi tới đâu thì chăm sóc cơm nước, rồi đi quay phim hoặc là về đi cho thầy đi giảng, thì thầy ở đâu Cindy đi theo đó, mà đi với một cái tâm trạng là tim mình nó rối bời, mà giống như là ngàn mảnh nó vụn ra, mình đi nhưng mà trái tim mình nó tan vỡ, và mình chỉ là tồn tại bằng cái xác thôi. Thì trong cái lúc mà Cindy đi Hawaii, đi tất cả mọi thứ theo thầy, giống như là chỉ là trốn chạy hoặc là giảm đau. Rồi sau đó thầy đi về Việt Nam thì Cindy lại tiếp tục đi một mình. Mà nó rất là kỳ lạ là cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà Cindy lại không biết vì một cái nguyên nhân gì mà hễ mà khó khăn hoặc là đau khổ thì cứ xách chiếc xe lên rồi chạy thôi, không biết chạy đi đâu, mà chạy một hồi chạy vô thiền viện, cứ chạy đi đâu cũng chạy vô khóa thiền, cũng chạy vô thiền viện. Mà Cindy thì cứ lúc nào cũng nghĩ là thà là khóc trong thiền viện chứ không khóc ở trong quán bar, cho nên là cứ chạy xe chạy, mà đi hết từ thiền viện này tới thiền viện khác, cho tới từ Nam cho tới Bắc, mà cứ ôm nỗi đau đi như vậy. Rồi lại đi hiking, đi Alaska một mình. Cindy là vì khổ quá cho nên là ôm cái cặp đi Alaska một mình, đi vào những cái khu rừng ấy, chỉ có một mình thôi, mà buổi tối giăng lều lên ngủ thì nó sợ hãi lắm, là vì nó trong rừng con mình à. Nhưng mà thật sự là Cindy thấy không có cái gì nó sợ hơn là cái nỗi đau của mình, cho dù là nằm ở trong cái rừng không nước, không nôi, không lửa, mà thú dữ thì chung quanh, nhưng nó không sợ bằng chính cái vết thương mà mình đang thọ nhận ở trong người của mình. Nó không làm cho mình điên đảo bằng chính cái vết thương của mình. Thì Cindy cứ trốn chạy, cứ đi như vậy hoài, là đi là chắc là 3 năm, phải nói là Cindy đi như vậy là 3 năm. Vừa đi hành thiền, vừa đi phục vụ, vừa đi tìm hiểu đạo, vừa đi trốn, rồi mà đi thì thời gian rồi quay về làm việc, rồi chăm sóc con, rồi lại đi nữa, nó cứ thay phiên nhau, nó cứ đi như vậy. Và mà không phải là cái chuyện, không phải là càng ngày mình càng đỡ hơn đâu, càng ngày nó càng tồi tệ hơn, là vì cái sự kiện nó càng ngày nó càng đến gần hơn. Rồi cho tới cái thời gian mà COVID nó tới thì mọi thứ đều shut down. Thì có lúc đó là rất nhiều người trong gia đình bị chết, bị mất, đủ thứ, mọi chuyện nó cứ hết cái này tới cái khác. Và cho tới một lúc nào đó Cindy kiệt sức, có nghĩa là mình đã kiệt sức rồi. Và tối Cindy ngủ thì Cindy có cảm thấy trong người của mình là I surrender, là có nghĩa là tôi chịu thua, không còn vùng vẫy được nữa, không còn cố sức được nữa, chịu thua, bây giờ chuyện gì tới thì tới, là surrender. Và cái sự chuyển hóa nó bắt đầu khi mà mình không còn chống chọi, không còn chống trả lại nó nữa. Có nghĩa là mình chấp nhận, mình đã quá hết sức rồi, thì mình give up, mình surrender. Mà nó vẫn không buông tha mình. Lúc đó là Cindy đổ bệnh, là
khi bắt đầu đi bác sĩ thì phát hiện ra là mình không có hệ thống miễn nhiễm, không có hệ miễn dịch nào cả. Bạch huyết cầu, hồng huyết cầu, tiểu cầu gì mất hết, không còn gì hết. Và phát hiện ra có bướu u ở trong người của mình nữa. Thì bác sĩ làm biopsy, làm đủ thứ. Thì cuối cùng là nói Cindy chắc là bị ung thư máu, cho nên là phải đi thử bone marrow biopsy. Rồi họ kêu Cindy là phải làm biopsy xong về đi trị liệu, vì Cindy, họ nói Cindy bị ung thư máu. Thì lúc đó Cindy kêu là sẽ là tận cùng của tất cả các khổ đau rồi, còn gì nữa. Nên Cindy thôi chơi vậy đi, nói với các bác sĩ thôi, các vị đợi tôi đi khoa thiền xong tôi về tôi chết chứ. Bây giờ tôi không muốn trị liệu, bây giờ để ghi danh đi khóa thiền 10 ngày rồi để tôi đi xong đi rồi về tôi chết. Chỉ trong cái khóa thiền 10 ngày đó thay đổi cả cuộc đời của Cindy, là vì trong cái khóa thiền đó Cindy từ bỏ hết tất cả mọi thứ, là xả ly hết cái đời sống, mạng sống của mình, và xả ly hết tất cả các khổ đau của mình, chỉ có sống trọn vẹn trong cái giây phút đó. Và thực sự là hành thiền thực sự với một cái tâm trống rỗng, không có gì cả. Chỉ là lặng yên và lặng yên. Và trong cái khóa thiền đó thì mình có một cái sự hạnh phúc vô biên mà không tả được. Nó gọi là bliss, giống như là nó làm cho cái người của mình nó giống như là đi trên mây á. Mình cứ tưởng tượng là mình đi mà không chạm đất, mà nó hạnh phúc. Không biết tại sao cái cảm giác này nó là cái gì, mà nó an lạc, mà nó tĩnh, mà nó rất hạnh phúc. Và khi rời khỏi khóa thiền đó thì mình chỉ thấy là thôi chết cũng được. Ok, vậy chết thôi chứ. Hạnh phúc quá rồi, giờ sao giờ? Mình quay trở về thì vài tuần sau lại đi khám bác sĩ. Thì người này chắc người này, người này chắc người kia. Thì không biết là vì Cindy làm cái việc gì mà bướu thì biến mất hết, rồi tất cả mọi thứ quân bình trở lại bình thường. Thì họ không tin, họ kêu là phản khoa học, cho nên cứ đè mình đi ra xét nghiệm hết lần này tới người khác. Cindy nói là thôi, họ nói là nhưng mà tôi không có chấp nhận, 3 tháng nữa phải quay lại. Và Cindy cứ tiếp tục 3 tháng hay 6 tháng. Và cho tới bây giờ là họ vẫn không biết là cái chuyện gì nó đã xảy ra. Thì trong cái suốt cái thời gian đó là Cindy bắt đầu có những cái nhận thức mới, có những cái gọi là mình ngộ ra những cái mới. Mà mình không biết đây, mình lúc đó mình không biết đây là cái bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của mình. Nó chuyển qua một cái giống như con người cũ chết đi mà bây giờ là tái sinh lại một cái con người mới vậy. Cindy đã trải nghiệm ra khổ đau trong từng thân và tâm của mình, khổ đau về tinh thần, đối diện với cái chết, đối diện với sự sợ hãi rất lớn, là sợ hãi pháp lý, sợ hãi về nguy hiểm ở trong những cái khu rừng, tất cả mọi thứ sợ hãi. Thì lúc đó là Cindy bắt đầu là có sự chấp nhận, thật sự là có sự chấp nhận. Và Cindy bắt đầu sắp xếp là chuẩn bị cho con của mình, chuẩn bị cho ngày mà mình phải vào tù ấy. Là vì luật sư của Cindy nói là Cindy không có cơ hội để mà đi ra, không có cơ hội thoát được, cho nên là phải sắp xếp đi. Thì Cindy bắt đầu sắp xếp, cái lúc này là Cindy sắp xếp cho con mình thật sự, sắp xếp về tài chính, sắp xếp về người chăm sóc. Và nó đương nhiên là có nỗi đau, vì mỗi lần mình nhìn con mình thì mình biết là ngày đó mình sẽ không có ở đó nữa. Nhưng trong cái khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian gần á, cứ ở nhà hành thiền, đọc sách, rồi đi thông dịch, rồi làm những cái công việc thiện lành. Tất cả những gì mình làm á, là mình chỉ sống bám chặt nhất vào trong cái giây phút của hiện tại. Không có cái, không làm việc gì khác ngoại trừ là bám sâu chặt nhất vào trong cái giây phút hiện tại. Vì hễ mình buông nó ra là mình khổ, hễ mình buông cái giây phút hiện tại ra là mình khổ liền. Cho nên là bám vào trong đó. Rồi mình làm những công việc mình cần phải làm cho tới khi cái ngày mà mình đi ra tòa. Thì sáng đó sẽ đi đưa con của mình đi học. Thì biết là chiều nay á, là mình sẽ không đón nó, vì mình không quay trở ra.
Thì khi sẽ đi lên tòa thì sẽ không cho ai đi theo, chỉ cho một người dì của mình, hai người dì của mình đi theo là không lái xe luôn, vì biết mình không có lái xe đi về, chứ hai người dì mình đi đưa mình tới thôi, không cho ai đi theo hết. Và Cindy đến, và khi mà mình cái này tới là cái lúc mà họ tuyên án mình, thì cái lúc đó cái người mà công tố viên ấy, thì mới trước khi còn ngoài tòa thì ông ta rất dữ, là trong suốt chuyến cái 8-7 năm mà ông ta điều tra, ông ta rất dữ, là hạch hỏi rồi rất là làm cho mình sợ hãi. Thì ngay cái lúc phiên tòa đó thì hai bên trao đổi nhau, nói chuyện xong ấy, thì ông ta nêu ra, ông ta nói trước là ông ta nói là ông ta yêu cầu tòa án ấy, là ông ta không có cáo buộc nữa, có nghĩa là ông ta không muốn cáo buộc cái người này nữa. Và tòa thì rất là bị sốc, là vì tưởng đâu là ông ta giỡn hoặc là có một cái sự nhầm lẫn nào ấy, thì quan tòa không chịu. Quan tòa kêu là không được, it's not right. Thì ông ta mới nói là chính ông ta trở thành người luật sư bào chữa cho Cindy, có nghĩa là hai luật sư bào chữa cho Cindy, là ông ta nói là cái người này thật sự là vô tội và vô can, và ông ta đề xuất là chỉ phạt Cindy về hành chánh và không có sự mình bị án tù. Thì mà có một cái thú vị nhỏ, đó là cái người vị luật sư mà theo Cindy 7 năm á, thì 2 tuần trước khi mà phiên tòa xảy ra thì ông ta chết vì ung thư. Thì lúc đó là Cindy phải thuê một người luật sư mới, hoàn toàn không biết gì về cái case của mình, mà lúc đó cũng không có tiền để mướn luật sư nữa, là phải đi mượn tiền để mà thuê luật sư khác. Thì lúc đó vào trong đó thì cái người công tố viên đó, là trong cái giờ phút sống chết thì ông ta đổi cái suy nghĩ của ông ta hoặc là nhận định của ông ta. Mà quý vị có thể tưởng tượng là sau khi mà hai bên tranh cãi lại và tòa không đồng ý và ông ta chống lại, quan tòa ông ta chống lại, thì cái ông quan tòa này mới nói là trong bao nhiêu năm trời mà làm quan tòa chưa hề có cái sự kiện này nó xảy ra. Thì ông ta nói là tòa cần cái gì á, ông ta cung cấp, nhưng người này ông ta không muốn charge về cái vấn đề này và chỉ xử phạt hành chính. Và sau đó thì quan tòa không còn cách nào khác là phải đồng ý và tha cho Cindy. Thì ông ta đi qua từ phía bên kia, đi qua Cindy và ôm Cindy, và ông ta nói rằng hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa và hãy sống một cuộc đời thật tốt đẹp. Và Cindy luôn nhớ cái khoảnh khắc đó. Cindy luôn nhớ là cái khoảnh khắc mà ông ta thật sự là cho mình lại một cái đời sống khác, vì ông ta tin mình và ông ta nhận ra rằng mình là một người tốt, không phải là như ông ta nghĩ, và ông ta dám chấp nhận là mất luôn việc của mình, dám chấp nhận để làm những cái việc trái với lại cái quy luật thường để bảo vệ cho mình. Thì cái niềm xúc động đó mình không thể nào mà mình tả hết. Và ngay cái giờ phút đó Cindy mới tự nói với mình phải sống một cuộc đời rất ý nghĩa để mà xứng đáng với những người đã thương yêu và đã giống như là đã tin tưởng vào chính mình là ai vậy. Và sau cái phiên tòa đó thì Cindy đã hoàn toàn trở thành một con người mới, không còn là một Cindy của ngày xưa nữa. Và một điều thú vị tuyệt vời, tức là luôn luôn có một cái bất ngờ để cho Cindy tin rằng những gì mình làm trong quá khứ đều đúng hết, bởi vì cho Cindy một cơ hội. Và Cindy chắc chắn là lần này thì quý vị cũng thấy là Cindy đã nắm cơ hội này rất là rõ ràng. Cảm ơn Cindy rất là nhiều và cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.
Vâng, thưa quý vị và thưa Cindy, xem như là một, nãy giờ là giống như chúng ta đang gọi là lắng nghe cuộc đời của một người có những dông bão, có những gọi là lúc nguy hiểm đối diện với cái chết, và đồng thời chung quanh lại xảy ra một cuộc gọi là ra tòa mà 7-8 năm, thì Amin thấy là người gọi là coi như là bị cáo đây vượt qua những cái giống như là bệnh. Thì thường thường khi chúng ta mà đau khổ hay là trầm cảm hay lo lắng nhiều quá lâu ngày nó thành bệnh. Thành ra hay có câu là giết nhau bằng cái đau sầu, bằng cái u gọi là u uẩn, u uất, nó thành bệnh thôi. Trong khi đó Cindy đã vượt qua được là nhờ con đường đến tới tu hành, tu tập. Xin lỗi, anh mới muốn nói là tu tập. Và đồng thời tìm đến thiền. Và cuối cùng một cơ hội được làm lại. Và câu chuyện đến đây chắc có lẽ là chúng ta cảm thấy thở phào cho Cindy. Nhưng anh nên nghĩ rằng cái dư chấn của cơn bão chắc nó vẫn còn. Và có lẽ là Cindy cũng phải bỏ ra nhiều thời gian, nghị lực và sự quyết tâm để vượt qua, đến với những ngày tươi đẹp không còn giông bão. Sau khi mà mình trải qua gọi là cái cơn bão rồi đó, thì mình mới phát hiện ra là tất cả những cái điều kiện đó đó là để cho mình đi trên cái con đường tâm linh của mình. Trong suốt cái quá trình 7 năm đó, Cindy đã trải qua rất là nhiều khổ đau, cho nên hiểu rõ khổ đau là như thế nào. Và hơn nhất là hiểu về cái vết thương của mình. Vì khi mà Cindy bị cái gia đình mình nó tan vỡ như vậy, thì Cindy bắt đầu đi học và tìm hiểu vì sao mình lại hành xử như vậy, vì sao mình lại có những cái nỗi sợ bị bỏ rơi như vậy, tại sao mình lại níu kéo, mình giống như là gần sắp chết khi mà cái người đó bỏ đi như vậy, tại sao. Và Cindy đã học rất sâu về ngành tâm lý, là tìm hiểu về cái vết thương của tuổi thơ, những cái nỗi sợ bị bỏ rơi và những cái hành xử trong cái tàn thức của mình như thế nào. Mà quý vị phải biết là Cindy rất là yêu kiến thức, cho nên mỗi lần mà Cindy muốn tìm hiểu cái gì á, là Cindy tìm hiểu nó hết cái này tới cái khác và thấu đáo cho tới khi nào mà mình thỏa mãn với lại cái câu trả lời của mình. Thì lúc đó là cái lúc Cindy học rất sâu về ngành tâm lý, về sự khác nhau giữa người nữ và người nam, những vết thương của mình và chính mẹ của mình, rồi những vì sao nó đưa ra những cái cách hành xử giữa mình với lại vợ chồng chung với nhau và với gia đình chồng luôn, mọi người đang hành xử theo một cái thói quen của cái tàn thức của mình, thì những cái attachment style của mình như thế nào, thì Cindy hiểu rất rõ và nó lý giải được tất cả các hành động của chính bản thân mình, và cũng lý giải được luôn các hành động của chồng mình, của mẹ mình, và lý giải được vì sự cái lý giải đó đó, cho nên cái sự hận thù nó không còn. Nhất là khi mà mình thấy là mình bắt đầu hiểu, thực ra nói không còn thì không đúng, nhưng mà mình hiểu hơn thôi, nhưng mà cái trách móc và cái ấm ức nó vẫn còn, là vì sao lại làm như vậy, vì sao mình phải liên can tới như vậy, tại sao lại làm như vậy đối với mình, là cái câu hỏi tại sao đối xử với mình như vậy, nó không thoát ra được. Và chỉ có khi nào Cindy học về Phật Pháp, về giáo lý của Đạo Phật, thì Cindy mới hiểu được là có thể là do những cái thiện nghiệp của mình, mà trong cái quá khứ, thì trong cái giai đoạn khó khăn nhất thì Cindy chỉ toàn gặp những bậc chân sư, những cái vị nào mà mình quý vị mong muốn được gặp thì Cindy gặp, những vị mà không thể nào gặp Cindy gặp. Và Cindy đi về Miến Điện, đi về Ấn Độ, đi vào sâu vào trong những cái rừng, để mà mới đầu là không phải là đi theo con đường tâm linh, mà để muốn tìm một cái giải pháp cho chính mình, vì mình không giải quyết được rồi, mình không nương tựa vào chính bản thân mình rồi, thì phải có cái gì đó để mà giúp mình giải quyết, phải có cái gì đó để mà mình nương tựa. Cindy đọc rất nhiều kinh điển của Nam truyền, Tam Tạng kinh điển rất nhiều, và lúc đó chỉ duy nhất là một cái công việc, là công việc thiện lành, cái gì mà thiện là Cindy làm, cái gì mà nó là việc good deed thôi Cindy làm, rồi đi dịch cho các sư, đi học, đi khóa thiền, đọc rất nhiều sách hành thiền,
Và càng ngày qua những cái bài giảng, những việc tiếp xúc với các sư thì mình mới học ra những cái bài học của mình. Cái phần tâm lý mà mình học là do cái kiến thức của mình nó học, nó là mình đã biết rồi. Còn cái phần về tâm linh là do các thầy hỗ trợ. Và chính mình tìm hiểu và thực tập và làm những công việc thiện lành thì tất cả những cái yếu tố đó nó kết tụ lại và nó làm cho mình có những cái bứt phá khỏi cái hiểu biết hạn hẹp của chính bản thân mình. Khi mà mình còn thắc mắc là tại sao cái chuyện đó xảy ra đối với mình thì thật ra mình không hiểu gì về cái pháp của cái cuộc sống này, mình không hiểu gì cả. Chỉ khi nào mình ngừng ngay cái câu hỏi đó và cuối cùng Cindy mới nhận ra chỉ có một điều duy nhất thôi, đó là quy luật của nhân và quả, không có gì khác ngoài nhân và quả. Và mình hiểu rất sâu về vô thường, sự luôn luôn thay đổi. Luôn luôn thay đổi là con người không ai cố định cả, người hôm nay sẽ như vậy và hôm sau sẽ khác. Cái chuyện nó mình nghĩ nó như vậy nhưng nó không ra vậy, nó toàn là do cái sợ và cái tưởng của mình nó theo dệt ra, nó phóng đại ra. Và cái khó khăn của mình bây giờ đó, nó cũng vô thường luôn, nó cũng thay đổi luôn. Và cái tình trạng của mình, cái cảm xúc của mình trong giờ này mình rất khổ đau, nhưng nó lại thay đổi, nó lại chuyển biến. Thì xin đi nhận rất rõ cái sự thay đổi vô thường trong tất cả các hoàn cảnh, và trong thân và tâm của mình cũng thay đổi luôn. Lúc thì mình dễ chịu, lúc thì mình khó chịu, lúc thì mình đau muốn không thở được, lúc thì mình lại hạnh phúc. Là cái sự vô thường đó nó rõ nét nhất trong cái thời gian đó. Và hơn lúc nào khác Cindy hiểu rất rõ về luật nhân quả. Không có lỗi tại ai cả. Mình không vô can. Cho dù đời này, kiếp này mình không làm, nhưng chắc chắn một điều, nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã làm những việc xấu xa, cho nên cái quả mình phải thọ nhận. Mình đối với mẹ mình không cho mình tình thương, hoặc là mình không có được những cái từ ái là do những cái quả. Mình cũng đã từng những cái thời điểm nào đó cư xử không tốt với chính đứa con mình hoặc mẹ mình, cho nên là mình phải nhận lại cái quả như vậy. Và mình cũng có một đứa con, nếu như mình tiếp tục hành xử như vậy theo cái đường lối đó thì cái quả chắc chắn nó cũng ra như vậy thôi. Thì nó chỉ là sự xoay tròn của nhân và quả, nhân và quả. Mà hễ mà mỗi lần mà mình làm một cái việc gì mà gọi là thiện thì cái quả trổ ngay trong tâm của mình, là nó trổ ngay trong cái tâm của mình. Mình có một cái cảm giác dễ chịu. Và trong cái thời gian mà Cindy ở trong cái khoảng vài năm đó trước khi mà tòa đưa ra cái quyết định đó, là xin đi làm những việc gọi là giữ giới rất trong sạch, là chỉ nắm cái nền tảng của đạo đức thôi, và mình làm những cái việc gọi là việc thiện đó. Cái gì thiện là làm hết. Rồi cái sự tu tập thì sau này xin đi mới hiểu là sila là giới. Cái gọi là mình keep precept đó, là mình giữ những cái giới của mình. Mình làm những việc bố thí, dana là việc bố thí, và bhavana là sự tu tập. Ba cái yếu tố đó, mình làm tròn thảy ba cái yếu tố đó thì tự cái luật nhân quả nó vận hành. Thì nó có nhiều cái mà mình không thể nào lý giải được bằng cái sức của con người của mình. Thì nó những cái thiện nghiệp nó bắt đầu nó trổ quả, và nó trổ quả ngay trong cái đời sống hiện tại của mình luôn. Thì mình mới thấy là thì ra con người của mình á, là nó vận hành theo như vậy nè. Mà cái quan trọng nhất mà xin đi thấy á, là mình chiêm nghiệm ra một cái nó gọi là vô ngã, là không có một con người nào cả hết. Mình luôn luôn lúc nào cũng sống cho gia đình của mình, cho bản thân của mình, cho chồng của mình, cho con của mình. Cái gì là của tôi. Cái gì cũng là sống cho mình. Nhưng cuối cùng rồi á, mình có làm chủ được nhân quả hay không? Mình có thay đổi được nhân quả hay không? Mình có kêu là mình không khổ đau hay không? Vậy có cái con người nào nó đang tồn tại đây? Và
Và khi mà mình đã thấy được cái chỉ là cái chữ chỉ là nhân và quả đó, thì tự động cái self với cái ngã nó không còn nữa. Thì lúc đó tất cả những công việc mình làm á là cho người khác, cho người khác, cho người khác, vì nó là selfless, nó không có một cái gì gọi là mình, tôi, ta. Vì Cindy đã từng trải qua là thân mình nó rã ra thì nó còn cái gì nữa là thân. Mà tâm của mình á là nó trống rỗng, nó không có cái gì là cái tâm, nó chỉ là những cái năng lượng, năng lượng, năng lượng. Và cho dù mình muốn như thế nào đi nữa thì luật nhân quả nó cũng vận hành. Vậy thì có cái ngã nào đâu. Thì như vậy mình hiểu rất rõ là khổ này, vô thường này, vô ngã này. Nếu hiểu được ba cái đó là hiểu về sự thật của cái đời sống này. Thì khi mình hiểu được cái sự thật của cái đời sống này á, nó tự khắc nó đưa mình tới một cái giai đoạn mà mình gọi là selfless. Mình chỉ muốn là cho đi thôi. Không những là mình thấu hiểu về nỗi đau của người khác. Vì cái gì mà quý vị khổ đau á, xin đi cũng khổ đau. Khổ đau nó chỉ theo cái hình dáng, chỉ là câu chuyện khác nhau, như hình dáng của khổ đau là giống nhau. Và nỗi sợ cũng trải qua nè. Tất cả cái đó là mình nhận diện được mặt mũi của nó, là chính diện. Mình biết không ai khác là hiểu rõ nhất luôn. Tưởng ra làm sao, sợ ra làm sao, vui ra làm sao, buồn ra làm sao, là xin đi biết hết mặt của các cảm xúc đó. Khi mà mình đã nhận ra như vậy đó, thì cái việc mà tất cả những hành vi mà mình làm á, là mình cảm thấy là mình mong muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa, không phải để hưởng thụ, không phải để mà người bắt người khác phải cho mình cái này, hoặc là bắt luật nhân quả phải vận hành theo cách mà mình mong muốn. Vì luật nhân quả vận hành theo luật riêng của nó, cho dù mình muốn hay không, cho dù mình can thiệp hay không thì nó vẫn vận hành. Thì cái mà mình đang sống là cái đời sống của mình đó, nó phải có một cái ý nghĩa thật sự, là mình sống ở đây để làm gì. Mình sống là cho mình là có một cái ngã, hay mình sống cho người khác là vô ngã, là không có ngã nào, selfless. Chị An Miên cũng giống như Cindy, quý vị cũng giống như Cindy, tất cả mọi người á là chúng sanh đều giống nhau ấy. Tất cả mọi người đều chịu cái sự ảnh hưởng của vô thường và luật nhân quả. Tất cả mọi người đều khổ đau như nhau, tất cả mọi người đều hạnh phúc như nhau, đều muốn cái này, không muốn cái này, không khác. Vậy thì vì sao mình phải kỳ thị là người đó khác với mình, họ giống mình mà? Vì sao mình phải kỳ thị và mình chê trách người kia? Vì họ cũng khó khăn giống như mình, họ cũng có những cái vết thương giống như mình, họ cũng khổ đau và họ cũng không nhìn thấy cái đó giống như mình thôi. Không có sự khác biệt giữa mình coi mình là biết hết tất cả, hoặc là mình giỏi hơn tất cả, hoặc là mình tốt hơn tất cả, vì mình y chang như người ta vậy. Mình thấy là vậy thì mình phải dùng cuộc đời của mình để làm một cái việc gì đó cho người khác, cho người khác chứ không phải là cho riêng mình nữa. Nhưng mà vì làm cho người khác thì mình được quá nhiều thứ. Vì mình làm cho người khác thì quả trổ ngay trong tâm của mình. Thì sau những cái quá trình đó là những cái bài học về luật nhân quả, phép vận hành, và không có một ai cả. Cảm ơn Cindy rất là nhiều, và cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại. Thưa quý vị, và như câu chuyện của Cindy đã dẫn dắt cho chúng ta, và chỉ gói chọn trong những cái ý niệm mà Cindy muốn chia sẻ đến mọi người, là quý vị cũng giống như An Miên cũng đang theo dõi và cũng lắng nghe, là An Miên nhớ mãi là Cindy hay nói tới nhân quả và pháp vận hành. Và dĩ nhiên giống như Cindy nói đó, cái cảm xúc đau khổ, hạnh phúc, bất hạnh, oán giận, thù ghét,
tất cả những cảm xúc đó, Cindy gọi là nhận diện. Đó, thì Amin thấy rằng những cảm xúc của con người nó giống nhau, còn cái cung bậc ở độ nào, nghe những là một cái cán cân đó, có người ở trên gọi là cái đỉnh cao của sự giận dữ hoặc là đỉnh cao của hạnh phúc, thì có người lưng chừng hạnh phúc, lưng chừng đau khổ, nhưng cảm xúc thì chúng ta không khác nhau. Cái điều này thì chúng ta không cần phải bàn cãi, ngay cả từ y khoa, tâm lý, tôn giáo và con người chắc chắn là giống nhau về cảm xúc. Còn mỗi người mỗi cảnh, như các cụ thường nói đó, cái câu đó đó nói nôm na cho dễ hiểu, mỗi người một câu chuyện khác nhau. Thành ra An Niên mới nói là dân số chúng ta bao nhiêu tỷ người thì bao nhiêu tỷ câu chuyện. Có những câu chuyện chúng ta được nghe, có những câu chuyện họ phóng đại lên, họ phóng tác lên thì chúng ta cảm thấy là ồ tuyệt vời quá hay là cao cả quả quá. Còn có những câu chuyện chúng ta nói ồ đâu có gì đâu, thế nó tầm thường. Nhưng đối với An Niên nó giống như một chén trà, nó đủ loại trà, nhưng mà mỗi một loại trà nó có một cái vị khác nhau nếu chúng ta tinh ý. Nó giống như cuộc đời của chúng ta. Và bây giờ được biết là qua những giông tố, giông bão trải qua, hạnh phúc có, đau khổ cũng nhiều, cận kề cái chết, rồi phép lạ. Xin cho phép An Niên được gọi nó là phép lạ, là một cái điều lạ, kỳ lạ xảy ra. Rồi một sự thay đổi hoàn toàn với con người mà chúng ta hay dùng cái từ nôm na là thay da đổi thịt của cuộc sống, một vận mệnh mới. Thì tiếp theo chắc chắn phải là những điều mà Cindy ước mơ thực hiện. Thì sau khi mình trải qua nhiều như vậy đó, thì Cindy nhận ra một điều mà Cindy cũng hay thường lặp lại, là trong lúc mà quý vị khó khăn nhất mà không có lối thoát thì hãy ngưng ngay cái việc là giải quyết cái khó khăn đó, vì quý vị không làm được đâu. Với cái sức của mình quý vị không làm được, chỉ có cái năng lực của cái việc làm thiện lành nó mới có thể giúp cho quý vị vượt qua được cái đó. Và chính Cindy đã sử dụng cái công thức đó và đã thành công trong cái công thức đó, là khi khó khăn quá đó, đừng nương tựa vào sức của mình, sức mình không đủ. Hãy nương tựa vào những cái việc thiện lành của mình làm. Quên nó đi và cứ làm những công việc thiện lành, thiện lành. Thì cái năng lực đó, đó sẽ giúp cho mình vượt qua tất cả. Vì nó có cái lực lớn lắm. Và vì mình hiểu biết sâu sắc về cái, những cái công việc thiện lành, thì Cindy mới có những cái ước mơ lớn. Ước mơ lớn không phải cho mình, mà ước mơ lớn cho nhiều người ở ngoài kia nữa. Và một trong những cái ước mơ đó là thành lập thị trấn chữa lành. Thị trấn chữa lành là với một cái mong muốn là tất cả mọi người, ai cần sự giúp đỡ, ai cần một nơi cư trú, những hoàn cảnh khó khăn, những người bị bệnh tâm lý, tâm thần, nơi mà quý vị cảm thấy là mình không có nương tựa vào ai được, không có lối thoát, thì quý vị hãy tới đó. Quý vị sẽ nhận được tình yêu thương, sự giúp đỡ và sự hướng dẫn. Cho tới khi nào quý vị có thể tự đứng lên một mình được, và ở nơi đó sẽ có rất nhiều cơ hội cho quý vị thực tập và thực hiện những công việc thiện lành bằng cách giúp đỡ người khác, bằng cách giúp đỡ cho chính bản thân mình, làm thiện nguyện. Đó là những công việc thiện lành. Thì ở đó sẽ là một cái nơi cung cấp cho quý vị rất nhiều cơ hội để làm những công việc đó, để giúp cho quý vị thoát ra khỏi những cái khó khăn của mình. Đó là giấc mơ về thị trấn chữa lành, là một ngôi nhà cho tất cả mọi người đang khổ đau. Hãy tới đó để quý vị có thể nhận được sự giúp đỡ. Và thứ nhì là Cindy ôm ấp một mong muốn là giúp đỡ cho một cái đất nước mà mình mang ơn rất lớn. Và cái đất nước đó đã gìn giữ Phật Pháp Tăng, là gìn giữ một cái đạo Phật theo đúng cái nguyên thủy của nó nhất. Và cái đó là cái phương pháp đã giúp cho chính Cindy và rất là nhiều người thoát ra khỏi cái sự khổ đau. Thì Cindy có một cái tình yêu rất lớn đối với đất nước Miến Điện, là vì không phải là mình yêu cái phong cảnh đó, mà là mình mang ơn rất lớn về cái đất nước này. Và chẳng may là đất nước Miến Điện đang lâm vào rất là nhiều khó khăn. Hiện tại thì đang có nội chiến, thì có người, mọi người đều đang chết, đang nhà tan cửa nát. Thì chỉ có thiền viện là những cái nơi mà gọi là trung lập, là hai bên chính trị không đụng tới. Và chỉ có thiền viện là những nơi
trú ẩn an toàn nhất. Thì các sư bây giờ đó là ngày ôm bác đi khất thực đó, để về nuôi lại tất cả người dân ở trong cái những cái nơi gọi là trung tâm tị nạn. Bây giờ có rất nhiều trung tâm tị nạn là được thành lập nên ở nước Miến Điện và do các sư thành lập nên để mà nuôi nấng các người dân ở đây vì họ khổ lắm. Thì xin đi gặp một vị thầy của mình là ngài Ashin Otamara, là người mà xin đi thông dịch cho cái khoa thiền của ngài, là ngài có một cái hạnh sống cho tất cả mọi người, không phải là chính bản thân ngài. Thì ngài đang dùng hết sức của mình ấy, để mà thành lập ra những trung tâm cứu trợ cho nước Miến Điện. Thì xin đi mong muốn mình có một cái đóng góp vào cho cái đất nước này. Thì đây là một cái cơ hội rất tốt để cho chính Cindy và nhiều người nữa thực hiện những công việc thiện lành. Vì Cindy không nhìn đó là nước này, nước kia, sắc dân này, đạo kia, mà là một con người đang sống trong sự khổ đau và mình có thể trợ giúp được. Thì Cindy đang làm việc với những công ty cũng như những hội đoàn cũng như là những người cúng dường để bằng tất cả các sức của mình để mà hỗ trợ cho người dân Miến Điện. Không biết khi nào hòa bình mới được thiết lập lại, nhưng mà ít ra trong cái giai đoạn này mình có thể cứu sống được họ, mình có thể cho họ được một cái miếng ăn, một cái nơi ở an toàn cho tới khi nào bão qua đi. Thì cái dự án này là cái dự án cần thiết và cấp nhất, gấp rút nhất và khẩn cấp nhất trong cái giai đoạn này. Thì xin đi luôn kêu gọi sự giúp đỡ và sự giúp đỡ bằng sức, giúp đỡ bằng vật chất, bất cứ cái gì quý vị có thể giúp đỡ, hoặc là quý vị chỉ gửi tình thương thôi, thì hãy hướng về đất nước Miến Điện, đất nước Ukraine, những đất nước Israel đang có chiến tranh, hãy hướng về họ, vì những người này á là đang chịu khổ nhất. Chúng ta đang sống trong hòa bình, cho dù chúng ta như thế nào thì cũng rất là không khó khăn bằng họ. Thì hãy hướng về những đất nước mà đang chịu chiến tranh, làm được gì thì hãy làm, và trong cái khả năng của mình đừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để mà mình có thể làm những việc thiện lành. Đó là cái cơ hội tốt nhất cho mình, cơ hội mà Cindy gọi là tích lũy cái kho tàng, cái nhà băng mà phước báu của mình, đừng bỏ qua. Vì khi mà mình trong những cái tình trạng mà nguy cấp nhất thì chính những cái nhà băng phước báu này mới là cái nguồn nuôi sống mình, chứ không phải tiền của mình, không phải là vật chất của mình. Thì phải nhìn như vậy để luôn luôn tiếp tục là bỏ nó vào nhà băng. Thì đời này, kiếp này và kiếp sau nữa đó, mình luôn luôn được sự bảo hộ, mình luôn luôn là có thể có cái khả năng để vượt qua tất cả các chông gai. Thì thị trấn chữa lành, dự án của Miến Điện là hai cái gọi là khắc khoải và niềm mơ ước lớn nhất của Cindy. Và đương nhiên là cái con người của Cindy là luôn luôn phải tiếp tục thực tập và đi theo cái con đường phát triển về chính con người của mình. Vì cái nhận biết của mình bây giờ đó, nó vẫn còn hạn hẹp và nó chưa đủ, sức của mình rất còn nhỏ, cái hiểu biết của mình nó tí xíu thôi, và những cái khiếm khuyết đó, những cái yếu điểm của mình nó còn rất nhiều. Thì con người của mình phải càng ngày càng phát triển hơn nữa, càng phải hoàn thiện chính bản thân mình. Yếu kém là không bao giờ hết, những cái tâm xấu xa, những cái hạt giống xấu xa nó vẫn tồn động ở trong con người của mình. Cái hạt giống mà sống cho người khác đó, nó chỉ có nhỏ xíu thôi. Cái hạt giống mà nó sống cho mình đó, nó là một cái kho nằm ở trong con người của mình. Thì làm sao mà mình có thể lấy hết cái đó ra mỗi ngày, giống như là mình phải đi thanh lọc cái tâm của mình, phải thanh lọc đó, nó đầy dẫy những cái sự dơ bẩn, tham, trách móc người này, mình muốn cái này, cái gì cũng cho mình, và cho người khác thì được bao nhiêu. Chị Cindy cũng y chang vậy, cũng quá nhiều là cho mình, và chỉ có chút xíu là cho người khác. Thì càng ngày cái phần cho người khác nó phải càng nhiều hơn là cái phần cho mình. Chị Cindy cũng là đang trong cái quá trình đi trên cái con đường đó, để càng ngày mình càng ít đi cho mình và nhiều hơn cho người khác. Chị, cái con đường này là cái con đường mà Cindy đang đi, đôi lúc là té, đôi lúc là không muốn đi nữa, đôi lúc là nản chí. Thì Cindy cảm thấy là mình may mắn là chung quanh mình có rất nhiều vị thầy giỏi, chung quanh mình có rất nhiều người bạn đạo luôn luôn giúp đỡ mình. Và cái hiểu biết và cái giáo pháp
mà mình cái sự thật về cái cuộc đời này á, là mình đã thấy được nó, thì đây là tất cả những cái gọi là Cindy gọi là phước báu của chính bản thân mình. Thì Cindy chỉ muốn qua cái câu chuyện của mình để tạo một cái nguồn cảm hứng cho quý vị, và chị hy vọng rằng quý vị có thể nhận được một chút ít gì lợi ích qua cái cuộc theo dõi về cái cuộc đời của chính mình. Cindy không có ý để mà làm tổn thương người khác bằng cách chia sẻ cuộc đời của mình, và rất là trân trọng và cảm ơn những người đã có mặt trong cuộc đời của mình, cho dù là làm mình khổ, cũng đã dạy cho mình rất nhiều điều, tạo cho mình thành một con người mới. Và cảm ơn những người đã luôn luôn ở bên cạnh của mình, tin tưởng, yêu thương mình hết mực và giúp đỡ mình hết mực. Thì xin cảm ơn tất cả các Pháp, xin cảm ơn tất cả các vận hành của Pháp. Và mình tới cái lúc đó thì mình mới cảm thấy là yêu quý cái cuộc đời này và trân trọng cái cuộc đời này. Cảm ơn Cindy rất là nhiều, và cảm ơn quý vị nữa là An Yên cùng với quý vị. Hôm nay là chúng ta lắng nghe câu chuyện của Cindy, và cũng giống như Cindy ngay lúc ban đầu Cindy có nói, Cindy không phải là người nổi tiếng, nổi bật và không phải có gì đặc biệt cả, nhưng Cindy muốn chia sẻ những dông bão của một người bình thường phải trải qua. Và đồng thời Cindy cũng chia sẻ với quý vị, với An Miên là những cái điều kỳ diệu trong cuộc đời của Cindy nó đem đến. Và Cindy thấy rằng nghĩa là những cái chuyện mà Cindy trải qua cũng có thể là nhiều người cũng đã trải qua như Cindy. Và Cindy đem đến một cái nguồn cảm hứng để làm gì? Để chúng ta biết rằng cuộc sống này luôn luôn có những vết thương, và vết thương đó luôn luôn sẽ được chữa lành với điều kiện chúng ta phải đi tìm chữa lành và tự chữa lành. Thì An Miên có nhiều cái người cũng nói với An Miên như thế này nè, là khi một vết thương nó lành lại thì nó có hai yếu tố. Một là nó sẽ lành lạnh hẳn, và may mắn nó không có một cái vết rứt sẹo gì hết, và đôi khi nó còn đẹp hơn là trước khi có vết thương đó nữa, giống như nó thay da mới, thay da non ra. Rồi có những vết thương được chữa lành, nhưng mà vì cái vết thương đó nó sâu quá, nó gọi là nó có những cái tác động gọi là hủy hoại quá, cho nên có chữa lành được nhưng nó để lại vết sẹo. Và đôi khi những vết sẹo đó người ta mới chẳng hạn như vẽ lên trên cái vết sẹo đó, hoặc là để một kiểu tóc, hoặc là làm sao đó để mà vết sẹo đó, nhìn vết sẹo, người ta không xóa vết sẹo, thưa quý vị, người ta giữ vết sẹo để nhìn, để nhớ và để trân trọng. Giống như Cindy cũng trân trọng, cảm ơn những cái nỗi khổ. Và câu chuyện của Cindy không phải là để kể lể, mà là để chúng ta nhìn cuộc đời, nhìn nhân sinh con người. Và chúng ta sẽ có những cơ hội nhìn rất là nhiều cuộc đời, cuộc sống của mỗi người, nhìn những cái đau khổ, những cái thăng trầm. Và có điều mà quý vị cũng giống như An Miên là cũng muốn hỏi Cindy là về cái thị trấn chữa lành, bao giờ thì nó hình thành rõ ràng là một cái nơi coi như là đầy đủ hết tất cả, hay là còn cần những gì, có cần sự đóng góp của nhiều người hay là như thế nào? Hiện tại thị trấn chữa lành là đang trong cái giai đoạn thai nghén, thì là ý tưởng, và Cindy cần những người có chuyên môn trong ngành chữa trị tâm lý để mà thiết lập ra một cái bản báo cáo khả thi, là projection, để coi là nó sẽ như thế nào và chi phí là như thế nào. Thì nó còn đang trong cái giai đoạn thai nghén, nhưng mà mình cũng nhìn ra rõ luôn á, là vì mình còn thiếu rất là nhiều cái phước báu của chính bản thân mình. Và trên khi mà mình thấy cái dự án mà nó càng ngày nó càng đi theo cái chiều hướng mà mình đã đặt ra đó, thì có nghĩa là mình đang làm những công việc đúng. Vâng, đúng vậy. Và trong thời gian chờ đợi thị trấn chữa lành thì chúng ta cũng có một cái không gian bé nhỏ của nhóm chữa lành, và chắc có lẽ nhóm chữa lành vẫn tiếp tục. Và quý vị nào có những gọi là những cái mong muốn và những cái gọi là cái sự cần sự giúp đỡ, thì quý vị giống như là bao năm qua Cindy luôn luôn là những tư vấn viên sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ quý vị hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể để lại tin nhắn cho Cindy, và Cindy sau khi, vì có quá nhiều người gọi cho nên Cindy sẽ thu xếp và liên lạc với quý vị.
cảm ơn Cindy rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện cuộc đời của Cindy, những chia sẻ, những dông bão và đồng thời có những áng mây lành. Và anh nên gọi đó là mây ngũ sắc. Và một lần nữa, xin kính chúc quý vị một ngày thật an lành. Và hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác.